Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình 1+1. Mô hình có 15 thành viên tham gia với mục đích hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi tổ hội, gắn giới hoạt động hội và vấn đề thiết thực của phụ nữ như việc làm, phát triển kinh tế, sức khỏe, gia đình, bình đẳng giới, tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, xây dựng các mô hình gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc dân minh, chăm sóc sức khỏe, tinh thần sắc đẹp, thực hiện phương châm ba cùng, cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo, và đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh, chi hội vượt khó.